Quý vị từng đau khổ vì bệnh mồ hôi tay, xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị bác sĩ Bongerner, là người đã được cơ quan nghiên cứu về tiêu thụ của Hoa Kỳ vinh danh là bác sĩ giải phẫu tài ba nhất của nước Mỹ năm 2002. Ông đã giải phẫu tim mạch cho hơn 4.000 bệnh nhân và được coi là vị bác sĩ đứng đầu trên thế giới về phương pháp trị dứt bệnh mồ hôi tay, chân và nách. Bác sĩ Bongerner từng là trưởng khoa giải phẫu lồng ngực tại Harbor UCLA Medical Center. Mồ hôi tay, chân và nách thường gây trở ngại lớn cho công việc làm ăn và nhất là trong giao tế hàng ngày. Xin liên lạc ngay với trung tâm chuyên trị mồ hôi tay để được bác sĩ Bongerner trị dứt một cách nhanh chóng và an toàn. Điện thoại miễn phí 1-800-361-4403, 1-800-361-4403.